Vâng, chợ dụng cụ đồ nghề Nhật Bãi xin kính chào tất cả các anh em đang theo dõi kênh. Thì hôm nay em tiếp tục lên một cái video tiếp theo chuyên về các chuyên về giao bếp của Nhật nha. Giao bếp hàng bãi của Nhật. Thì đầu tiên thì em lâu nay em cũng bận thì cũng không lên được video thường xuyên được. Thì đó thì kênh của em thì chắc có lẽ là bán đồ nghề nhiều hơn là giao bếp. Giao bếp thì lâu lâu em mới bán một lần thôi nha. Thì em cũng xin nhắc lại sơ qua thì hai hình thức giao dịch, một là ship code và hai là chuyển khoản. Giá ở đây là chưa bao gồm phí ship. Dạ, thì phí ship trung bình cho một đơn hàng là từ 35.000 dưới 1 ký nha, dưới 1 ký là tầm 35.000. Dạ rồi, thì đầu tiên em đi vô mã số 1. Mã số 1 ở đây là một cây dao rừng. Cái size này nó lớn hơn những cái loại bình thường ha. Cái lưỡi này của nó tới 18 này, bản của nó là ở trong đây á, là cái độ dày của nó đó. À, cái bản của nó là từ trong đây là từ 6 ra tới đây là 9 nha. Ra tới từ 5 cho đến 6.3, 6.3 ngoài đầu đây. Còn tới đây là 5. Rồi, cái độ dày của nó là từ 6 cho đến ra tới ngoài đây là 9 ly, gần 1 cm. Đấy, 9 ly hơn ha. Đấy, cán còn rất là chắc chắn nha. Tất cả mọi thứ còn chắc chắn. Đây. Trên trên cái cán này thì em thấy nó còn cái tem nữa nè. Rồi. Chữ đây ha. Chữ này thì khắc khá là sâu. Đó. Lưỡi bát một bên ha, hai lớp thép, thép cứng và thép mềm. Đằng sau đây là cái lớp để gia cố ha, cái này để nó chịu lực tác dụng đều lên cái lưỡi dao. Rồi, cán rất là chắc chắn nha anh em. Thì cái cây dao này mình thấy cái lưỡi này, cái cây này thì nó cái độ nặng nó cán nó nặng hơn mấy những cây bình thường ha. Những cái cây mà cái size của cái clip trước em bán thì cây này nặng hơn. Rồi, cây này em bán giá 600.000, mã số 01 nha. Rồi, mã giá 601. Rồi, mã số 02 nha. Mã số 02. Dạ, mã số 02 là một cây đề ba của đây, đây là chữ đây nha. Đó, chữ thì cây này em đã mài bén này nha. Cây này thì nó cái lưỡi của nó là 15.15 nha, độ lưỡi này là 15, bản của nó là 4.5 mà nó dày là 8 ly này, khung này nó dày là 8 ly này. Đấy, nó còn nguyên cái lớp chống rỉ của nó luôn nha. Đấy, kháng rỉ nha. Cái lớp này lớp kháng rỉ khâu nhựa nha. Đó, cây này em đã vệ sinh và mài bén rồi. Bén hay nha. Rồi, mã số 02, mã số 02 nha. Mã số 02 giá 390.000. Mã số 02. Rồi, mã số 03 nha. Mã số 03 là một cây đề ba luôn. Mấy video này em vừa mài xong. Đấy, mã số 03 380.000. Lưỡi của nó là cây này thì nó cái lưỡi của nó là 14.5, bản của nó là 5 và nó dày là 7 ly ha, dày là 7 ly mỏng dần ra. À, cũng khâu nhựa. Đây. Chữ Nhật ha. Rồi, em đã vệ sinh mài bén rồi nha. Giá của nó là 380.000 nha. Mã số 03 380.000. Mua đề ba về làm cá là tuyệt vời ha. Rồi, mã số 04 nha. Mã số 04 là một cây đề ba. Cái này em mới mài xong nên thử ra nó hơi nước. Đó, đây là chữ Nhật ha. Cây này thì nó mỏng hơn một tí xíu. Cây này lưỡi của nó là 15. Lưỡi của nó là 15 ha. Bản của nó là 5 và nó dày là 4.8 ly. Cây này thì hơi mỏng xíu. Đấy, chữ rất là đẹp ha. Cái này của làng dao Sakai nha. Cái này của làng dao Sakai. Đấy, mặt sau đây. Khâu này là khâu inox. Đây, cán thì nó hơi tét nhẹ tí xíu ha. Cán hơi tét nhẹ xíu. Này anh em về có thể nếu mà để xài luôn được không sao hết ha. Cái rồi, cây này giá 350 nha. 350 mã số 04. Đây, để em test độ bén cho anh em coi. C
cái này để mài lại cho mấy anh em nha, bao bén nha. Cái này mã số 04 350 nha, cái này để mài lại cho anh em. Thực ra nó cũng rất là bén rồi đó. Ha, để mài lại. Rồi, mã số 05 nha. Mã số 05 là một cây đề ba của làng của cây này thì nó lưỡi của nó là 15, bản của nó là 4.5 và nó dày là 5 ly nha. Cây này thì chữ cũng rất là đẹp ha. Đây, cây này chữ rất là đẹp. Cán nó thì nó hơi bị một vết chày ở đây xíu nha. Rồi, cây này giá 350 nha. Cây này giá 350. Rồi. Mài bén. Mã số 05 350. Mã số 06 nha. Mã số 06 là một con đề ba mini. Chữ thì cũng khá đẹp. Đó, chữ khá đẹp ha, chữ khắc thủ công khá đẹp. Đề ba tay phải. Rồi, cây này lưỡi của nó là 12, bản 4 và dày 6 ly. Dày 6 ly nha, dày 6 ly. Đó, đây là mặt sau này. Trước ha. Rồi, mã số 06 350 nha. Mã số 06 350. Rồi, tiếp theo là mã số 07 là một cây đề 3. Cũng cây này thì nó không có chữ ha. Nó có chữ nhưng mà em vệ sinh á thì nó cũng hơi rỉ tí xíu rồi em chà nó mất chữ rồi. Đó, mất chữ ha. Cây này thì anh em nhìn cái đường dao của nó, tất cả mọi thứ mình thấy nó còn khá là, cái form dao nó còn khá là đẹp ha. Đó, riêng sau nó chỉ hơi rỗ rỗ tí xíu rồi, nhưng mà anh em về mua xài nhà thì vô tư ha. Rồi, cây này thì lưỡi của nó là 15.3 nha, bản 5 và nó dày là 7 ly ha, dày 7 ly. Đó, nó dày 7 ly. Rồi, mã số 07 em bán 350 nha. Rồi, mã số 08. Mã số 08 là một cây đề 3, lưỡi của nó là đề 3 tay phải nha. Lưỡi của nó là 16.7. Con này thì hơi dài hơn tí xíu. Bản của nó là 5, dài 8 ly. Gần 9 ly nha. Đó, dài gần 9 ly. Chữ mặt sau ha. Con này thì cá nó hơi tét nhẹ đây xíu nha. Đó, tét nhẹ xíu. Còn form dao thì khá là đẹp ha. Rồi, mã số 08 401 nha. Rồi, mã số 09. 09 là một cây đề 3 của Sakai. Cây này thì nó lưỡi của nó là 15, bản 4.5 và dày 8 ly nha, dày gần 9 ly đó. Con này thì cái phong dao nó anh em nhìn nó còn đẹp ha. Sống dao nè. Con này thì khâu nhựa nha. Tất cả mọi thứ cán nó cũng đều có chữ này. Rồi, con này thì giá của nó là 420.000 nha, mã số 09. Anh em mua đề 3 đó về có thể tặng người khác cũng được ha. Rồi, mã số 09 420 nha. Rồi, mã số xin lỗi. Mã số 9 ha. Mã số 10 ha.
là một cây đề ba đây, chữ nhật ha. Rồi, cây này thì lưỡi của nó là 15, bản 5 và nó dày là 7 ly ha. Dày 7 ly, khâu nhựa đen. Đó, đây là chữ đây. Giá 401 nha. Giá 401, mã số 10. Mã số 10. Rồi, tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 cũng là một cây đề 3, khâu inox ha. Đây thì cái cán của nó hơi lệch cái khâu ở đây tí xíu. Đó. Nhưng mà cái bộ loại thì cái phong dao nó anh em nhìn nó khá đẹp ha, không bị rỉ, không bị rỗ gì hết ha. Chữ nhật thành sau ha. Đây. Cây này thì được cái phong dao đẹp. Rồi mã số 11 này, con này là dài tới 16.5 nha. Bản của nó là 4.5, dày là 9 ly. Đó, dày 9 ly. Giá 420.000. Nha, con này thì khá ngọt. Rồi, mã số 12. Mã số 12. 390.000. Đây. Cây đề 3 này thì tay phải lưỡi dài 15.5, bản 4.7 và dày 8 ly nha, dày 8 ly. Đó, dày 8 ly. Cây này thì giá của nó là 390.000 nha. Cái này giá 390, em đã mài sơ, em đã mài bén này. Rồi, mã số 12, 390. Mã số 13 ha, là một cây của gì, Sekimago Yoroku gì nè. Đó. Cây này thì lưỡi của nó là 15. Lưỡi của nó là 15, bản của nó là 5 và nó dày là 7 ly ha. Dày là 7 ly. Đó, dày 7 ly. Cán nhựa nha anh em, cán của nó thì còn đẹp. Mài bén này ha. 13 400 nha, 13 400k. Cây 14 nha. Cây 14 là một cây cây đề 3 lưỡi 15, bản 5 và nó dày là 8 ly ha. Dày 8 ly. Chữ nhật mặt sau ha. Rồi, để em test cho anh em coi nha. Giá 400.000 nha, mã số 14. Mã số 14 400.000. Rồi, mã số 15 là một con đề ba khâu sừng tay trái. À, tay phải nha. Chữ mặt sau đây. Mặt trước thì không có chữ ha. Khâu đồng. Cán thì còn chắc chắn ha.
Rồi, con này thì lưỡi của nó là 14.5, bản 5 và nó dài là 9 ly nha, dài 9 ly. Rồi, mã số 15410 nha anh em. Mã số 15410. Dạ thì hôm nay clip của em tới đây cũng cũng là mã số cuối cùng á, mã số 15 cũng là mã số cuối cùng. Rồi thì anh em nào mua hàng á, vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên tiêu đề nha, 0908 656899. Em tên Thiện ở Đức Hòa, Long An. Dạ rồi thì em cũng xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại các anh em trong clip tiếp theo. Vâng, em xin chào ạ.